Bữa nay John Hương Hùng Alex sẽ ra là một cái thao tác mà mấy anh em nuôi John Hương rất là thích và mong đợi. Đó là đây. Bây giờ mình sẽ rút những cái hộc này ra để cho con đực với con cái nó qua. Đây là cái con đực nhảy. Mình đã gom những cái con cái đang lên giống và chuẩn bị lên giống. Mình cho vô một cái dãy này. Đó. Đó, đây là những cái con cái sẵn sàng chào phối. Bây giờ mình sẽ rút hết những cái tấm dán này ra để cho nó thông được cái cá. Cái này thì thiết kế rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Cái gỗ thông ba lớp. Trong đây thì mình để hai cái con đực với lại một dãy cái. Em cái đó. Cái đây. Đây em đực đây. Đó, đực nhảy đó. Nó chưa có biết là rút cái hộc ra. Nó còn hay thụ động. Đó. Có nghĩa là nguyên cái dãy này mình sẽ cho cái làm cái dãy phối. Còn bên đây là cái dãy baby từ 2 tới 3 tháng. Đó, em baby 2 tháng rưỡi á. Tương tự mấy cái dãy bên đây. Em này là 3 tháng nè. Rất là đẹp. Cái này mà nuôi tròn mà tối mà nghe cái tiếng kêu gọi bầy gọi đực của nó là mình thấy rất là vui. Chỉ những anh em mà vô nghề này rồi thì mới biết cái cảm giác này. Đây qua để quay cho mấy anh em cái xem cái con bầu. Đây là cái sản phẩm mà mình đã thu được. Bụng cũng khá là to nè. Em này là được, em nói chung này sắp đẻ. Em này chừng 10 ngày nữa. Con này là lúc trước mình cân là đã là 4 kg 2, 4 kg 3 rồi. Đó, ổ thì sẵn sàng luôn rồi. Rồi, để mình qua thăm coi nó có luồn qua chưa. Thường là mình rút dán xong rồi mình tắt đèn. Tắt đèn thì nó tối. Bắt đầu mình nhìn camera là thấy là nó hoạt động. Giờ thì nó cũng hơi nhát. Cái con này là con cái tơ lên giống lần đầu. Con này là biểu hiện là rất là rõ nè. Con này nó xấu cả là cái đuôi của nó bị rụng lông. Cái này mốt mình sẽ mua cái loại mà chích nội ngoại ký sinh trùng cộng với lại cái thuốc bổ để cho nó ra lông và nó mượt lông là nó sẽ đẹp lại đây. Rồi hy vọng là sáng mình sẽ ra thu cái thành quả. Thành quả là những cái hạt keo, hạt ngọc nó rớt lại sàn. Rồi, chào tạm biệt với anh em nha.